Với giọng hát ổn áp cùng tính cách hài hước gần gũi của mình, nam em hiện là người đẹp khá đắt show ca hát tại các phòng trà. Mỗi đêm diễn của nam em đều thu hút được lượng đông đảo khán giả đến thưởng thức. Hiện tại, nam em cũng xác định ca hát là con đường lâu dài của mình. Tôi đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn, nam em nói. Có giọng hát được nhiều người yêu thích, tuy nhiên, nam em cũng bị không ít khán giả phàn nàn về việc hát chưa rõ lời, thi thoảng còn quên bài trên sân khấu. Đứng trước những ý kiến này, nam em đã giải bày trong một đêm nhạc gần đây. Cụ thể, nam em chia sẻ, đối với em, thất bại không phải là điều quá kinh khủng, nó giống như một bài học cảnh tỉnh để mình rút kinh nghiệm và mình không lặp lại một lần nào nữa. Nên đối với em rất chịu khó nhìn nhận về những điều sai của mình để mình thay đổi. Mọi người có nói rằng nam em nói chuyện hơi tưởng tượng, đôi khi mình thấy đúng thật nên em đang cố gắng để sửa mỗi ngày. Nhiều người cũng góp ý rằng nam em hát chưa rõ lời và em cũng đang cố gắng thay đổi để mình hát rõ lời hơn. Cũng có những người nói rằng nam em hát chưa thuộc lời và em cũng đang cố gắng mỗi ngày mình thuộc nhiều hơn một chút, có nghĩa rằng mình đang không ngừng cố gắng để mình thay đổi chứ mình không lấy lý do để bao biện cho những cái dở của mình. Hy vọng mọi người sẽ ghi nhận được sự cố gắng của em. Cùng theo dõi chặng đường ca hát sắp tới của nam em để xem người đẹp sẽ hoàn thiện mình như thế nào nhé.